giờ mình đang đứng ở khu ăn uống nhà thờ Hầm, đường Nguyễn Thị Nhỏ ở phường 9 quận Tân Bình. Thì hiện tại bây giờ mình đứng là tầm 4-5 giờ chiều. Khu ăn uống buổi tối ấy, bây giờ nó bắt đầu mở cửa rồi. Hôm nay mình sẽ thử review quán vú heo nướng cô Hoa. Theo mình được biết ấy, thì quán của cô là mở từ 2 giờ chiều cho tới khoảng 10-11 giờ đêm. Vậy cho nên mọi người có thể thoải mái mà trải nghiệm ha. Và thường là quán của cô là sẽ có 2 xe, một xe của cô và một xe của con cô. Thì một xe đựng ở đối diện nhà thờ và một xe thì dựng ở đối diện công viên nhà thờ Tân Phước. Nên mọi người có thể ghé tới và thưởng thức nhé. Sẽ thử ăn thử quán vú heo nướng. Vú heo bán sao vậy cô? 40. Nó thảo 30 này, già 30. Dạ. Tép mỡ. Ủa còn bông xôi là cái gì? Bông xôi là cái này hả cô? Cái giòn giòn. Lấy con thử 40 trăm gian. 40.000 vú heo đi, chế lại 40.000 với lại cái tép mỡ kia. Tép mỡ lấy 30 thôi. Tép mỡ 30. Dạ. Mè gà, tép mỡ, bông xôi. Ủa có hột mít hả con? Ở đây không có hột mít con. Ủa ở đây mình bán lúc mấy giờ vậy cô? Bán tới 11 giờ. Còn chiều mấy giờ cô ra? Chiều 2 giờ mới ra. 2 giờ ra.
Ủa nãy gì con nghe nói là cô bán được con gái, cô cũng bán nữa đúng không? À, cái xe này của nhóm gái, con giờ không thấy cái bảng là con biết rồi. Hai xe là một, tại vì gì làm cho nó bán mà. Dạ. Cái này con chấm gì đây? Ở đây mình có chấm gì vậy cô? Chấm chao, ớt xanh, mắm me. Chao, ớt xanh, rồi gì nữa cô? Mắm me. Mắm me, muối tiêu, bốn thứ nước chấm đó. Cho con. Giờ con chấm hai thứ đi. À, cho con nó hả? Ớt xanh. Ớt xanh. Hộp quá trời luôn. Đó là vú heo nè, mè gà. Còn em để gì vậy? Vú heo tép mỡ. Vú heo tép mỡ. Em bán xôi. Hả? Xôi. Lấy. Này bông xôi nè. Cô bán cho cô, cho bán cho chú trước đi. Bông xôi. Cái đó rồi, thấy em làm. Bông xôi là phèo đúng không con? Phèo đúng rồi. Cái nhìn phèo á con. Dạ. Lát lấy cho con lạc bông xôi nữa đi. Ủa hồi nãy như con thấy có cái gì nữa. Ủa ốc mít là nào con? Mít bữa nay hết rồi. Hết rồi hả? Ủa dầu này mình chiên hàng ngày, chiên xong á là mình bỏ. Là bỏ. Bỏ dầu dai giờ. Cái này bóng bóng. Bỏ dầu này dai chứ đâu có lấy dầu. Dạ. Chiên bỏ này. Ở đây để mấy ghế ngồi cũng được cô. Con thấy ở dưới kia hả? Người ta hay để ghế ngồi kìa. Phải để ghế đó mà ở nay. Giờ này không dám để ghế ra. Dạ hả? Tại thấy để ở đây thì thường người ta hay ngồi là người ta ăn. Cái này nhìn giống mỡ heo đúng không con? Lát hồi lấy giùm con, lấy cho con cái rau muống rồi nha. Lòng nó bắn. Trộn nó sốc lên hành phi với tỏi đúng rồi mâm xôi á. Một phần như vậy là bao nhiêu con? 65. Gọi một cái này bán là từ 2 giờ cho tới 11 giờ đêm.
Đức Kitô là chẳng ba chục luôn đi con. Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi thiên chúa đặt mọi cùng để dưới chân. Cái kia là cái thép mỡ, có phải là cái thịt mỡ người ta ép xuống đúng không con? Đúng rồi. Thép mỡ là sát da đó. Cái ốc mít này. Cái đó là gì ạ? Ốc mít. Dầu ở đây là được thay lại bằng hàng ngày. Hàng ngày chiên xong là thay lại luôn. Lấy nó cho con là cho con rau muống nha. Thầy thầy á, chiên được 2-3 đợt là bỏ. Dạ. Nó sôi lên, nó giòn lên, nó đổi cho muống chết da rồi. Dạ. Ủa còn quán của con cô á, xe của con cô là thường bán ở đâu? Đứng ở đây nè. Xe của con cô chứ. Đứng ở đây. Đứng ở đây luôn. Đứng ở đây đó. Là hai xe bán đứng chung hai hả con? Xe mà nó giờ đẩy cái xe xuống dưới của xe. Tại tăng quen ta biết là tại nước chấm có một người làm thôi. Đúng rồi. Tại vì cái này cái nước chấm đó. Này ăn á hả ngồi. Do cái nước chấm. Nước chấm làm. Chấm với con nêm nếm. Cái gì trật tự hả? Trật tự hả? Giờ này thường đủ là chạy. Tối nào người ta cũng đuổi vậy hả con? Đuổi à, không phải đuổi tại vì không biết sao. Đây nè. Giờ nè. Giờ. Không còn người ta đang đuổi. Thì cô nói cô làm xong rồi cô đi mà.